Điều mình thấy rất là ấn tượng với tên chương trình của AIM Tira lần này đó là Open Greener, và tên chương trình cũng nói lên là đây là mở ra một cánh cửa ước mơ cho các bạn sinh viên có thể tìm hiểu về nghề nghiệp của mình và có một định hướng tốt hơn cho tương lai. Các em sẽ có một cái cơ hội là đến và chứng kiến cái nhịp sống và cái cuộc sống thực sự của agency. Tôi hy vọng là tôi có phục cái sự một tí truyền đạt được cái lửa đấy cho mấy em. Mà tôi mong là cái quan trọng hơn nữa là mấy em truyền lửa là cho chúng tôi nữa, là luôn luôn có một cái hy vọng là tuổi trẻ của ngày mai là sẽ có nhiều cái sự đóng góp cho xã hội mình và cộng đồng mình nữa. It all comes down to making sure the talent pool is enriched every time. It's not about work, it's about passion. Mong rằng tất cả các bạn xây dựng cộng đồng đam mê và sẽ sống hết mình để mới lúc nào cũng tìm được niềm vui trong công việc.